sẽ không tiến bộ được. Và cái trải nghiệm đó là nếu như tụi em chưa được trải nghiệm nhiều thì sẽ mất rất là lâu để có được những cái trải nghiệm đó. Không phải ai cũng có một điều kiện để có một số trường lớn như học. Trước kia thì mình không học có trường lớp gì ấy, còn rất là nhiều cái mình không biết, chưa biết được. Một cái số tiền học phí nhỏ nhưng mà cộng lại nhiều lần nó sẽ ra một cái số lớn, và mất thêm cái khoảng thời gian để mình đeo đuổi nó sẽ rất là phí. Bản thân em cũng vậy, nếu người ta học ở chỗ khác người ta tới nói rằng em cảm giác như em chưa học được gì luôn. Nhưng mà đối với em thì vô đây đó là một cái sự may mắn đối với em, khi gặp được một người thầy có tầm, có tâm nữa. Cô chính là động lực, là cảm hứng để truyền cho em cái cảm hứng, cái động lực để em quyết tâm làm một cái gì đó khác biệt. Cô là có tất cả luôn. Cô vừa có kiến thức sâu rộng mà cô lại có sự chia sẻ rất là chi tiết. Cô không có giấu học viên mình một cái gì. Lúc nào em cảm giác cô cũng muốn học viên mình lúc nào cũng hơn nữa, làm giỏi hơn nữa. Bao giờ suy nghĩ là cái người có khiếu hay không có khiếu thì học nghề vun sâm. Nghề vun sâm các bạn biết không, không cần phải có năng khiếu nhé. Có năng khiếu á thì chúng ta sẽ nhanh hơn người khác. Không có năng khiếu chúng ta chỉ cần kiên trì tập thôi, bởi vì nó có tỷ lệ. Em là phải tập vẽ. Bây giờ chị chỉ cho em một cái mẹo nữa nè. Em lấy một cái điểm chính giữa của cái này nè. Em đi ra tới chỗ cái đầu này. Nè em nhìn nè. Em thấy cái đầu này em vẽ tới đây không? Là từ khoảng 1cm nè. Cái cọng này nè. Em lấy chính giữa của cái đường này đúng không? Sau đó em sẽ đi ra tới cái chỗ mà đối diện với lại cái này nè. Từ đây vào đây là ví dụ em lấy 1.5 thì em đường ấy. Em sẽ căn nó cắt cái đầu này khoảng 1cm em chấm vô đây. Em đi cái đường khung nè, em đi cái đường khung lông mày trước chị coi. Nhẹ thôi, bị mạnh tay rồi. Nhìn nè. Mình chạm vô nè. Đó, chạm vô rất là nhẹ thôi, mình đi thôi. Cô có sự nghiêm túc ở đây nữa. Thật sự là em thích cách đó luôn. Dạ đúng rồi. Trước đây mà khi mà chưa có đến học với cô, sợ lắm. Cảm giác nhìn cô uy nghi á. Cái cảm giác sợ đó, nhưng mà thật ra cô rất là gần gũi. Nên khi mà cô gần gũi chứ muốn cái gì cứ hỏi cô xong rồi cô cái gì cô cũng giải đáp, và cô rất là sát. Nhưng hỏi cái gì cô cũng giải đáp và kèm mình đi thẳng xuống, mình không có rút xuống, đơ ra đá ra, thấy chưa? Dạ đó, đi cái khúc đuôi đi được rồi, bây giờ khúc đầu chỉnh khúc đầu nhẹ tay lại là được nha, vuốt cái ngọn như hai ngọn này thì... Em học mình không hiểu sao hai ngày đầu tiên thì em cảm giác như là em là học sinh cá biệt của lớp ấy. Tại vì cô bảo là bé cầm miếng da sang đây, xong rồi cô bảo ngồi đây luôn, ngồi cạnh cô luôn, bởi vì là đến ngày thứ hai mà em vẫn chưa thuộc được hết cái cấu trúc sợi. Vì thực ra là mình không hiểu sao mình lại cái cấu trúc sợi mình lại khó học như thế. Nhưng mà đến khi mà ngồi cạnh cô thì cô kèm cho em một buổi. Thì sau đó thì em nhớ sợi luôn. Và từ ngày thứ 3 thì em đã thuộc được hết cấu trúc sợi để có thể tự vẽ được một đôi lông mày hoàn chỉnh. Lúc đầu em thấy khó lắm. Kéo giống như là cô chỉ lấy cái bút để mà vẽ ra sợi thôi là em đã thấy khó rồi. Nhưng mà khi mà cô chỉ từ đường cho em, chỉ cái kết cấu của cái sợi như thế nào thì em cảm thấy không có khó nữa. Đúng rồi. Trước đó thì em về cái cấu trúc sợi em không có biết. Không biết cấu trúc sợi thì chỉ biết là cô vẽ mẫu thì em đi theo mẫu thôi, chứ em không biết là cấu trúc là nó khoảng cách như thế nào, bao nhiêu để cho chuẩn cái sợi và chuẩn dáng. Thì khi cô chỉ dạy là cái tỷ lệ đơn giản thôi, 2-3-3 hoặc là 2-3-4.
tùy theo tỷ lệ khuôn mày là từ đó mình có thể áp dụng tới tất cả các khuôn mày luôn, thì nó dễ dàng hơn. Còn hồi xưa là em làm học theo quán tính, vẽ theo quán tính, tiếp xúc với tiền nó như vậy. Cho nên ấy, chúng ta không phải làm sao chúng ta nhanh nhẹn như vậy nói vui để cho các bạn biết là chúng ta phải cho nó nằm vào trong não của mình, phải biết từ đây đây cô dạy mình mấy mm ta là phải nhớ. Đừng có cái chuyện mà mẹ em biết rồi, cái chỗ này em quên, em không căng, không quên, lên người quên sao mà sợ, không có quên, não phải tập trung ở đây chứ không để quên này nha. Cho nên chúng ta phải nhớ tỷ lệ là mấy mm, nhớ chết luôn cho chị để xác định nó. Thứ hai nó là cộng, cộng gì? Cộng xác định cái ranh giới của phần bụng và phần thân đuôi, và nó lại là cộng đầu tiên của phần thân đuôi. Thế này chúng ta phải nhớ cộng này. Rồi đây là cái cộng này. Rồi bây giờ chúng ta nhìn cái cộng này chúng ta chia như thế nào nhá. Bây giờ chúng ta sẽ chia là từ cái chỗ này nè. Thường á cái đầu lông mày này đi vào nó sẽ từ 1 cho đến 1,5cm là sẽ ra cái điểm mạnh, điểm đầu tiên của đường spine. Nó hay có một cái tỷ lệ bắt đầu từ 1 cho đến 1,5 tùy theo người. Rồi thế thì từ cái chỗ này khi mà chúng ta xác định ra được cái điểm này rồi á, thì chúng ta sẽ chia ra làm 3 phần bằng nhau. Ví dụ như cái môi thì em gặp vấn đề nhiều nhất. Thì từ những cái trường hợp cô lên mẫu này kia cô phân tích ra thì mình ngộ ra những cái mà mình trước đây mình có thể chưa gặp hoặc là gặp rồi nhưng mà mình không có cái hướng giải quyết cho nó khác được nhiều chứ. Hồi trước thì em gặp ca môi em rất là khó khăn trong cái việc xử lý thâm, chứ đối với một ca môi bình thường thì không nói gì rồi, đối với một ca môi mà để xử lý một cái ca môi thâm cực kỳ như thâm loang, thâm nâu năm thì rất là khó. Nhưng mà trong khi đó là cô dạy hết mình từng cái cách xử lý môi thâm như thế nào, thâm tím, thâm đen, thâm nâu như thế nào, màu thâm loang như thế nào, hầu như là những cái đó là cô dạy hết và dạy tỉ lỉ tỉ mỉ luôn á. Dạ em học theo kiểu truyền nghề ở quê thì nó không có giáo trình mà chỉ gọi là được tập vẽ và sau đó là tập thực hành thôi. Trước kia thì mình không học có trường lớp gì ấy, thì có rất là nhiều cái mình không biết, chưa biết được cái cách đi kim, cách cảm nhận da, tất cả những chỉ kim là da. Thì mình có rất là nhiều cái mình không thể hỏi ai được ấy. Trước đây em đi học ở chỗ em á, thì những cái căn bản và những cái cách làm nó hơi bị sai. Thì bây giờ em bắt nhịp lại thì em thấy nó cũng hơi khó một xíu, nhưng mà chắc chắn là em làm được. Bởi vì mỗi nơi làm một kiểu khác á, với lại nó cũng truyền từ người này qua người kia nó không có được chuẩn bằng cái phiên bản gốc được. Vỡ ra nhất của em đó là về việc pha màu. Ngày hôm nay em mới được học về, bởi vì trước đây em rất mơ hồ về cái chuyện màu. Ví dụ như mày hoặc phun hoặc đồ là mình đi kỹ thuật đồ này kia. Nhưng mà màu thì trước đây em cứ nghĩ nó là cố định như thế này, cái màu này nó cố định như thế này, cái màu kia cố định như thế kia. Đó là màu nâu gì? Các bạn không nhìn được chai này đang là đỏ cam hay là đỏ tươi thì làm sao các bạn làm nghề được? Các bạn đi mua một chai mực, các bạn hỏi người ta như thế nào? Chị ơi bán cho em cái chai mực nào mà chị người ta xài nhiều nhất ấy, và thịnh hành nhất ấy, hay nó bán cho cái mà nó ế nhé. Bởi vì sao? Nó phải người ta bán hàng, người ta sẽ tống cái hàng tồn của người ta đi. Và khi các bạn hỏi câu đó thì lập tức người ta sẽ có suy nghĩ, ôi một con nhạn lờ đờ, một con chim non nớt. Bởi vì sao? Không biết gì hết mới hỏi câu đấy. Còn người mua hàng mà người ta biết chị lấy cho em màu nâu tây mà đừng có đậm hơn nào, hoặc là chị đưa cho em mấy cái tông nâu tây lên đây để em chọn cho chị, người biết sử dụng sẽ như vậy, đúng không? Còn người không biết sử dụng thì luôn luôn hỏi một cái câu ấy là chị bán cho em cái màu gì hot nhất đi chị, hot nhất, nhưng mà cái màu hot nhất em có biết sử dụng nó như thế nào không, đúng không? Rồi xong em sử dụng về không được, trong khi á ví dụ mỗi tháng tôi có khoảng 6-7 ngàn khách hàng mua mực bình thường, thế thì mà bao nhiêu người đó là coi như cái đó là nó ổn định luôn đó các bạn. Thế thì người ta xài nó vẫn lên màu đẹp thì ta mới ổn định tới bây giờ, đúng không? Mà bao nhiêu năm rồi. Thế các bạn mua một chai về các bạn xài không được, các bạn đổ thừa mực đấy không bán. Mực cái này đi. Và ở đây các bạn có đem mực gì các bạn đem đi tôi vẫn đi được, đúng không? Máy gì các bạn xài tôi cũng đi được. Tại vì sao vậy? Thế thì các bạn nhìn vô đó các bạn thấy nó quyết định ở cái gì?
cái tay của mình, ở cái kỹ thuật của mình, ở cách mình nhìn cái màu mực pha như thế nào đủ. Đó, ví dụ như chị này ngày hôm qua chị pha vô cái là em biết nhìn là bị thiếu cái ánh đậm hơn, nó bị đỏ đúng không? Mấy bạn kia nói chắc là tại nó mặc cái áo màu đỏ hay tại cái ánh đèn, đúng không? Nhưng mà tôi không có nhìn, tôi không bị phụ thuộc vào mấy cái đó đâu các bạn. Làm nó giảm cái màu loang xuống, chứ không được lấy màu trắng hay màu da đó đè lên và làm cho nó che luôn hai cái đó. Các bạn không cần che, các bạn chỉ cần lướt rất là nhẹ thôi. Mới đầu thì mình nghĩ nó chỉ là nhỏ thôi, nhỏ một số thôi, nhưng mà khi mà gặp cô rồi mới thấy là rất nhiều cái để học. Đến bây giờ em học xong khóa này em vẫn có thể muốn học thêm nữa, tại vì thấy là kiến thức nó quá rất nhiều luôn. Dạ, cô truyền đạt rất rất là nhiều những cái mà mình hình như là mình bước vào nghề mà mình chưa nắm được, mình chưa biết được. Đó là một cái tuyệt vời nữa em đang cũng muốn chia sẻ, cô chia sẻ cho mình những cái trải nghiệm. Và cái trải nghiệm đó thì nếu như tụi em chưa được trải nghiệm nhiều thì sẽ mất rất là lâu để có được những cái trải nghiệm đó. Tại vì kinh nghiệm thì phải trải qua cái trải nghiệm thì mình mới có được, đúc kết được. Nhưng mà cô đã trải qua quá trình nghề của cô, nó quá, cái thâm niên cô nó quá dài. Cô đã trải nghiệm hết rồi, cô chia sẻ cho mình thì tụi em sẽ rút ngắn lại cái thời gian để mà có những, để thế mà vượt qua được những cái thiếu sót, cái sai sót ở trong cái ngành nghề mình. Ít nhất, thấp nhất, giảm xuống thấp nhất. Giữa thì cãi luôn nha, nhớ không? Có những bạn á, cái lông mày nó thấp hẳn như vậy nè, xong đi đầu cuộn như vậy, xong rồi nguyên trên đây gặt gặt như thế này, trời ơi, không được nha. Máu nào mà hoàn toàn khô ráo á, thì nó sẽ không bong vẩy. Còn khi mình đánh xong mà thấy nó rịn rịn ra nước mô này kia là chắc chắn nó sẽ có vẩy. Bởi vì cái lớp mà mình đánh để là chạm vào mà nó có cái nước mô đó chính là cái tầng da trung bì rồi, thì nó sẽ bắt buộc nó phải làm sao cái da mình đánh lên nó sẽ vào cái tầng da trung bì thì nó sẽ khô lại thành cái vậy và nó sẽ bong. Còn nếu chúng ta đánh vào cái tầng trên cùng của trung bì á là nó không có hiện tượng bong vậy, là bởi vì ở giữa nó không có đi xuống sâu ở dưới da mà nó nằm ở dưới đáy cái tầng thượng bì thôi. Thì khi mà cái tầng thượng bì là nó bao gồm có 4 đến 5 lớp da, giống như là lớp gai, lớp tế bào, lớp sừng rồi, và nó sẽ theo cái chu kỳ là 14 đến 21 ngày là nó bong ra đó. Thì nó bong mất thì nó sẽ là vẫn còn để lại cái mô mực của chúng ta ở đó. Nhưng mà tại sao nó không? Đúng rồi. Đúng rồi. Ngày xưa thì học điêu khắc thì người ta học cho biết thôi, chứ không phải là cố gắng làm đẹp không đó luôn. Nhưng mà cô thì cô chia sẻ rồi cô chỉ dần để mình làm đẹp luôn. Thì cô nói toàn là những điều mình thực tế và những điều mà mình từng mắc phải thì cô hiểu. Để cô nói nhiều khi không có nói từ người nhưng mà mình cũng cảm thấy mình mắc phải, thì mình có thể mình sửa đổi từ cái lời nói của cô qua mình làm được liền luôn. Đối với cái tuổi nghề của cô á, thì em biết thì cô nói ra cái gì thì chắc chắn nó là một cái nền tảng vững chắc cho học viên từ cơ bản đến nâng cao hết luôn. Khác biệt như thế nào? Rất là khác biệt anh. Đặc biệt là mẫu môi với hair truck. Chỉ cần em nghe cô giảng thôi, khi mà em lên thực hành thì nó khác biệt hoàn toàn. Dạ. Thì cái đường nét nó của em nó rõ ràng hơn, nó chuẩn hơn so với mà khi em học cơ bản. Rồi, cho nên khi mà chúng ta làm mà chúng ta thấy cái đường nó bị to, xong rồi á, chúng ta lại đi chậm quá, hoặc đi sâu kim thì nó sẽ bị làm sao? Bị cái đường nó nở ra to và nó rất là đậm. Thì chúng ta phải chỉnh cái máy nhanh lên một chút. Tay vẫn thì giữ tốc độ như vậy, nhưng mà kim thì giảm độ sâu của kim xuống da. Cho nên khi mà kéo qua một sợi, các bạn phải chịu, các bạn muốn làm cái này tốt, các bạn phải chịu khó để ý. Đầu tiên mà thỏa mãn hết cái những cái thiếu sót mà những cái thắc mắc ở trong lòng em đang tìm kiếm. Thì em thấy nói chung là ngoài cái lượng kiến thức mà em mong mỏi và em đã đạt được điều đó, thì còn chia sẻ một chút về cái cách sư phạm của cô là nó ngoài cái sự chuyên nghiệp mà nó còn gây cảm hứng cho học viên. Những lúc mà em nhà em xa, rồi gia đình con cũng nhỏ, thì em đi về đi lên thì những lúc này thì em thiếu ngủ. Thì nhưng chỉ có cô là người đưa em là từ cái lúc mà cái em đang còn lớn đó, em mệt mỏi ngủ về lại cái bài giảng.
nhấn nhá cho nó bay bổng, cho nó có hồn á, thì các bạn mới tạo nên một cái lông mày có hồn mặt trên người được. Khi các bạn vẽ nó vô hồn thì sao lên người nó có hồn được? Hắn ạ, nó chỉ có chuyện đó. Tại sao chúng ta hay khen những người vẽ những cái bức tranh, ôi bức tranh người vẽ có hồn, phải không ạ? Hay là vẽ một cái chân dung nó sao thì giống thật, nó nhìn mặt rất là có hồn này kia, đúng không? Bởi vì sao? Khi người ta vẽ người ta nó phải thổi hồn vào đó rồi, chứ không phải là ôi cứ vẽ đi rồi lên người ngồi nắng cho ra hồn ở đâu ra. Cái hồn đầu tiên nó không có rồi, các bạn hiểu không? Cho nên khi các bạn tập nhiều nhất chính là cái gì? Vẽ, vẽ làm sao cho phải có hồn, phải mềm, phải bay bổng. Sau đó chúng ta tập cái gì? Khi mà chúng ta đã vẽ đẹp rồi thì có phải chúng ta chỉ tập kéo một sợi như thế nào cho nó đẹp không các bạn? Một sợi thôi, vấn đề của chúng ta không phải là kéo hết một cái lông mày, mà các bạn kéo hết con sợi thôi, thật đẹp một sợi thôi. Tại sao vậy? Khi chúng ta đã vẽ được kết cấu, chúng ta đã thuộc cái gì ở đâu, đi như thế nào, thì tất cả các sợi đều kéo như nhau. Dạ đúng rồi, thật sự là học ở cô xong em rút ra được nhiều kinh nghiệm cho em về em thực tập cho học viên của em. Có thể là hồi trước thì em cứ nghĩ là mình làm giỏi, mình dạy hết những cái kinh nghiệm vậy hết rồi học viên sẽ giỏi hơn mình sao này kia. Nhưng mà không, học ở cô một điều đó, có nghĩa là cô luôn muốn học viên của mình thật sự giỏi, thật sự trưởng thành, với lại thật sự giống như cô. Thì em tự nhiên cái suy nghĩ cái đó của em nó sẽ tan biến đi, và giống cách làm việc của em sẽ học theo cách làm việc của cô, là sau này em sẽ dạy cho học viên em y chang như vậy. Mà dặn đi dặn lại mấy cái đó gọi là bí kíp luôn đó các bạn. Nên tại sao mà mình làm ra để mà chặn chẽ bên đậm, bên nhà, bên to, bên nhỏ, rồi bên sợi này nó ấy, bên sợi kia nó bị tòe rồi các kiểu. Cho nên chúng ta phải để ý từng cái bước nhỏ nhỏ như vậy khi làm hand job. Rồi tiếp theo nữa là lúc mà mình đi mình phải thuộc kết cấu, đây là điểm bắt buộc. Thuộc kết cấu ở đây là không phải là biết sợi phụ sợi chính nó đi như nào, mà phải biết luôn tỷ lệ nó nối vào đâu. Nói là có rất là nhiều cái kỹ thuật. Tuy mình nghĩ đơn giản, thực ra làm nghề 7-8 năm cứ nghĩ đơn giản phun là như vậy thôi, nhưng mà thực ra khi mà học thêm cái khóa nâng cao này rồi mới hiểu là cái cách nó sẽ dễ dàng và đẹp hơn rất là nhiều. Cái tuyệt vời hơn là không những cô dạy nghề rồi cô sư phạm cho mình, mà cô còn nhìn trong cái lớp học ai có khả năng và có thể tiến xa hơn nữa, thì cô lại cho thêm một lời khuyên, động viên mình để mạnh dạn và bước theo con đường đó để tiến xa, tiến hơn, để thành công, để thăng hoa hơn trong sự nghiệp. Em vừa nhìn cô thôi về cái cách thực, em thích cái cô là ở cách là nghiêm túc. Mình học mình phải nghiêm túc, và trong cái nghiêm túc đó mình cũng có sự vui vẻ, hòa hài hước nữa. Nó là thật sự là như vậy luôn. Các bạn thấy đồng ý với cái điều đó không? Vẽ xấu thì sao làm đẹp được? Không thể nào các bạn vẽ cái lông mày xong khách quay qua nhìn như thế này, ôi em ơi như thế này hả em? Không, em vẽ xấu thế thôi chứ tí em làm đẹp lắm. Hai tim không? Không thể, người ta cái đầu tiên mà người ta cảm nhận đó là sự khéo léo của mình, đúng không? Ô, con này nó vẽ nhanh thế, nó đã nhanh đẹp. Mà khi mà người ta thấy mình vẽ đẹp, người ta ngồi nhìn lên, người ta thấy cái là người ta đã nằm xuống. Các bạn đồng ý không? Còn khi các bạn vẽ xấu thì người ta bắt đầu soi, trợn lên, trợn xuống một hồi, vật các bạn đến chưa xong, đúng không? Còn khi các bạn làm nhanh và lại còn đẹp thì người ta thường lại còn không cần để ý luôn, là người ta chỉ cần ngồi lên cái thấy nằm xuống liền. Còn người ta mà đã thấy xấu, người ta vặn vẹo, bởi vì sao? Người ta sợ xấu, đúng không? Cho nên khi chúng ta vẽ một cái lông mày cho khách hàng, và khi đặc biệt là khi các bạn làm hand job, các bạn phải vẽ một cái khung thật nhẹ để làm gì? Vì khi mà mình vẽ cho người ta ngồi nhìn cái kém là mình chỉ vẽ cái khung thôi, to luôn sao tí mình biết sợ ở đâu kéo, đúng không? Mà các bạn vẽ một cái khung quá đậm và quá dày, quá đậm, quá đen đi, xong lại nét thì dày, ôi em ơi nó cứng như này, người ta đâu hình dung mình làm gì cho họ đâu. Đó, đúng không? Rồi mình nói không, em chị ơi em chỉ đi sợ em lấy cái này em không thôi. Nhưng mà khi em vẽ đậm vậy thôi thì dữ quá em ạ. Bởi vì ta biết, ta chỉ nghĩ là em sẽ đi theo cái khung đó, đúng chưa? Cho nên khi các bạn vẽ lông mày, các bạn vẽ thật nhẹ, nhất là khi vẽ hand drop là vẽ cái khung phải thật nhẹ. Để làm gì? Người ta ngồi dậy người ta thấy cái sự nhẹ nhàng đầu tiên thì người ta mới tự nhiên, đúng không? Vẽ hai cái khung lê đóng như hai cái khung sắt ở đấy thì người ta ôi em ơi nó cứng như này kia, làm người ta bắt đầu nặng rồi. Cho nên khi các bạn phải tập vẽ nhẹ nhàng cái khung lần đầu tiên, sau đó vẽ những cái sợi lên. Khi cái khung ok rồi là mình muốn làm gì làm, ta đâu biết nữa đâu, đúng không? Cho nên các bạn đầu tiên các bạn vẽ hết nghề này là như vậy đó các bạn, chứ các bạn đừng có y em vẽ xấu em vẽ đại vậy thôi chứ tí làm đẹp ta không tin đâu, không ai tin đấy đó, bạn tin đâu? Khi bạn đi vô bạn gặp tôi làm tôi nói vậy bạn tin không? Sao tin nổi, đúng không? Cái cảm giác đầu tiên là đã không an tâm rồi, cho nên các bạn phải hạ gục ngay từ giây phút đầu tiên.
chứ không có cái chuyện thì đứng đó xong bắt đầu bào chữa ha. Mình có bào chữa được, người ta đặt lòng tin như mình ấy, cái cấp số nhân hay là cấp điểm chứa chia đi trừ đi ấy, là nó ngay từ cảm giác đầu tiên mình làm phải thao tác nhanh mới thể hiện sự chuyên nghiệp, mà nhanh đẹp nữa thì cỡ việc gì mà chả nằm xuống, đúng không? Còn có những người là còn sợ là bây giờ vô rồi mà không làm là mất tiền ấy, còn thu tiền trước của khách nữa cơ, kiểu gì cũng chết đó. Có những chỗ nó như vậy nha các bạn, mình không nên làm như thế, đúng không? Mình cho khách xem lựa chọn, người ta happy với cái đó thì người ta về người ta đỡ tính chuyện với mình, còn không nói người ta nói vừa vô mày đã đóng tiền rồi sao ta còn dám nói gì nữa, đúng không? Đó, vậy sao bắt đầu người ta đủ cách người ta vặn vẹo mình hết. Cho nên á, khi mình làm là mình thao tác phải nhanh đó. Và cái headshot các bạn đầu tiên muốn vẽ đẹp, các bạn lại phải quay trở lại là các bạn vẽ những sợi chính đẹp. Em thấy là chưa thấy một cái cuốn giáo trình nào mà tỉ mỉ từng chi tiết như vậy thôi, chứ rất là dễ hiểu. Xem cái cách cô làm, cô thuyết trình với lại cái mà khi xem trong cái giáo trình thì nó y chang luôn, không có ấy hết. Với lại từng chi tiết, từng đường đi nét bút như thế nào, rồi cái cách mà thứ nhất là cái đó, thứ hai là cô có truyền đạt những cái kinh nghiệm, những cái lỗi mà mình gặp phải á. Thì em trước khi mà em vô học thì em có làm cho 1-2 ca hay trót rồi, nhưng mà những cái kỹ thuật mà nhỏ xíu, cái đó là kinh nghiệm á, cho nên là cô sẽ dạy hết cho mình, để mình khi mình rút cái kinh nghiệm, mình gặp cái ca đó thì nó sẽ dễ lý quyết tốt hơn cho mình. Đối với em thì em nhìn vào nó không còn gì để chi tiết hơn nữa, nó rất là chi tiết và tỉ mỉ. Nói chung là nó đa dạng nữa anh, nó có nhiều cái ví dụ như có nhiều kỹ thuật, vừa cả môi rồi cả hair chót rồi những cái mới nhất, ví dụ những cái thiết kế ở những cái thiết kế sợi mới nhất cô cũng đã cập nhật ở trong đó rồi. Nói chung là thỏa mãn hết những gì em đang mong muốn. Cái giáo trình thì mình thấy rõ ràng cụ thể. Nói chung là nếu mà học mà quên thì sao, chỉ cần dựa cuốn giáo trình ra thì mình có thể làm theo được. Từ cách truyền đạt đến cái giáo trình của cô là rất dễ hiểu và rất là thực tế luôn ạ. Nó mang cái tính kiểu là giải quyết được những cái vấn đề mình cần thiết nhất, không có những cái từ hoa mỹ khó hiểu ấy. Cái cuốn giáo trình nó rất là kỹ càng và xúc tích luôn anh. Hầu như và nó rất là dễ hiểu. Như trước đây em cũng đi học, em nhận được cuốn giáo trình nhưng mà toàn là những chữ dài dòng và em đọc em không hiểu một cái gì hết. Cái giáo trình đó là thiết thực luôn. Nói cho mình từng chi tiết, gõ nét, từng sợi, từng cái kết cấu, cái gì là mình có thể mình đọc từng hàng. Chị không phải không biết, đúng không? Nhưng mà chúng ta phải cố gắng để mà đây là cái cơ hội chúng ta sẽ khắc phục những cái đó. Và chúng ta phải làm cho nó tốt hơn, cho nên mình... Thật sự mà nói, cô Thiên Kim là một cũng người thầy đầu tiên dạy em về bên kỹ thuật trung phun xăm. Tại vì trước khi học đó là em có tìm hiểu tất cả các thầy cô hết rồi. Mà để đăng ký mà học đầu tiên thì chính là cô, cho nên là không sợ bị mất tiền tiền oan. Dạ. Thấy nếu mà học phí 40 triệu này xứng đáng. Và nó cũng không hề mắc so với những gì mà em đi học trước kia. Nó ít hơn nhiều so với cái kiến thức mà em học ở cô. Thì em thấy cái học phí của cô nó là xứng đáng với lại là những giá trị mà cô trao nhiều hơn. Nhưng mà với quan điểm riêng em, vừa là một người thợ và vừa là người đã từng đi dạy phun xăm rồi, thì khi em đến với cô và với một khóa học 40 triệu như thế này thì em thấy là em như em người trẻ lúc nãy là em nhận hơn nhiều hơn những gì em đang mong muốn. Rất là xứng đáng. Tại vì đi học nhiều nơi rồi, thật ra học phí nó cũng không có rẻ hơn cô gì đâu. Nhưng mà cái sự nhận lại, nói chung là cái kiến thức nó rất là nhiều. Hồi với học với cô á, nó là kiến thức rất là nhiều. Nhưng mà những cái giá trị mà em nhận lại được thì nó rất là nhiều. Em thấy em học được, thậm chí là hầu như là hầu hết là tất cả những kỹ thuật của cô hết rồi. Về nhà em chỉ luyện tập nữa là em có thể làm khách được rồi. Đúng rồi, chị thấy nó xứng đáng. Thật là nhiều kiến thức luôn. Để về mình có thể mình áp dụng vào mình làm khách, chị nghĩ là sẽ tốt hơn. Tốt hơn tới
có thể mình làm tốt hơn mấy chục phần trăm nữa, 50 hơn nữa. Tại vì thực ra một cái số tiền học phí nhỏ nhưng mà cộng lại nhiều lần nó sẽ ra một cái số lớn, rồi mất thêm cái khoảng thời gian để mình đeo đuổi, nó sẽ rất là phí. Nó thực ra là như vậy. Cho nên là đừng suy nghĩ vấn đề là bao nhiêu tiền, mà nên suy nghĩ là mình nhận được những gì. Qua mấy ngày học thì mình tiếp thu được những cái giá trị của nó thì nó cũng tương xứng thôi, không có vấn đề gì cả. Và quan trọng hơn nữa là cô chia sẻ hết mình. Số tiền và công sức em bỏ ra từ Bắc vào đây, bay vào đây để học hỏi từ cô rất là xứng đáng. Khi mà mình bỏ ra một cái gì đó thì mình sẽ không bị mất một cái số tiền rất là lớn đi đâu đó để học. Theo cô thì cô truyền kinh nghiệm rất là tỉ mỉ và sát sao, hầu như là có bao nhiêu là cô giảng dạy hết tất cả. Và nhiều khi nhiều bạn học không đúng chỗ thì mình sẽ nhiều khi là bỏ nghề á. Nếu mà mình nản, mình không làm được, mình nản, mình sẽ bỏ. Đúng rồi, mấy chị em thì cũng khi mà vô học thì liên hệ với nhau, thì có chia sẻ với nhau đó. À, không biết mình học như vậy, mình đi tốn thời gian 10 ngày, mình bỏ cái số tiền đó, không biết mình có tìm đúng nơi không. Và sau khi học 2-3 ngày tụi em đã cảm nhận ra rồi. Ngày đầu tiên đã nói với nhau là đúng rồi, tìm đúng nơi. Tại vì khi mà mình... Nói chung là khi mà là lúc làm nghề ấy, thì em chỉ nghĩ rằng là trước đấy em có đi học một khóa cùng một người khác. Nhưng mà có rất nhiều vướng mắc. Thì em gặp, em có xuống cái hệ phòng học của cô ấy. Thì sau cái khóa học đấy thì em rất là tâm đắc về cái cách truyền đạt của cô ấy. Với lại nói chung là cái cô như kiểu là một người truyền lửa ấy. Cho mình kiểu tự nhiên mình đam mê với nghề. Chứ mình thường là ra mình bỏ cuộc. Nhiều khi mình đã một lần mình học nhưng mà mình không được thành công, cho nên là mình cảm thấy là cũng có rất là nhiều nản. Em gửi lời cảm ơn đến cô. Thứ nhất là cô Thiên Kim, cô Kiều và tất cả các bạn trợ giảng của khóa học này. Anh mấy cô thầy anh chị của khóa trợ giảng rất là nhiệt tình, nói chung rất là nhiệt tình hỗ trợ các bạn hết mình. Là không phải riêng gì cô Kiều và cô Kim, nói chung là em gửi lời cảm ơn tất cả ekip mọi người trong cái khóa học hôm nay. Em cảm ơn cô về thời gian qua cô dạy và đã truyền hết những cái kinh nghiệm thời gian qua của cô cho em và tất cả các anh chị trong lớp, để mà chúng em có được những cái kiến thức nghề căn bản nhất để mà thực hiện nghề tốt hơn. Giống như xong cái khóa học này thì Vũ cũng muốn là gửi lời cảm ơn đến cô đã dạy những cái kiến thức thật là sâu sắc để về là mình sẽ áp dụng cho khách hàng của mình được liền và giảng dạy học viên tốt hơn. Thế nên em cảm giác luôn, em lúc này cũng cảm giác may mắn và vô cùng biết ơn luôn. Dạ vâng, cảm ơn chị rất nhiều. Cố gắng mặt rỗ này.